सुरथ मारूढ़ अरुण सारथी सदा श्वेत पद्म धरम देवम त्वम सूर्य प्रणमाम्यहम बंदूक पुष्प संकाशम सहार कुंडल भूषणम एक चक्र धरम देवम त्वम सूर्य प्रणमाम्यहम लोहित वर्ण संकाशम सर्वलोक पितामहम सर्वव्याधि हरम देवम त्वम सूर्य प्रणमाम्यहम xuất phát từ những dốc của dãy núi Himalaya trên bờ sông Ravi, khi nó chảy về phía nam của Jammu và Kashmir, ta thấy trường phái Basoli hiện đại ngày nay, một thành phố nhỏ, những ngôi nhà mái bằng và những ngôi đền đang ngủ yên. Được biết tới trước đó như là Vishwathali, thành phố này đã từng là trung tâm thương mại và điểm đến của những người hành hương. Trước đó, cung điện lộng lẫy của triều đại Pal chiếm phần lớn quang cảnh ở đây. Trong suốt những năm cầm quyền của triều đại Raja Kipalpan, vương quốc nhỏ bé này đã tạo được một ấn tượng to lớn trên bản đồ văn hóa của Ấn Độ như là quê hương của một trong những trường phái nghệ thuật lớn của các bức họa nhỏ. Raja Kipal lên ngôi vua năm 1678. Một trong những tác phẩm yêu thích của Raja là Rasa Manjari, một bài thơ dài về một tình yêu lãng mạn do Banudas của Bihar viết vào thế kỷ 15. Họa sĩ được ủy quyền vẽ là Raja Devida của Nopur để minh họa cho Rasa Manjari. Bản gốc của Kipalpan vẫn còn được lưu giữ cho đến ngày nay với Raj Joshi hay là người đứng đầu các tu sĩ của Basoli. Bản tiếng Phạn được viết trên lá cọ ghi lại rằng Devidasan đã hoàn thành nhiệm vụ vào năm 1693. Lá dấu tử vi 300 năm trước này của Raja Kipal đã cho thấy sự thanh nhã của các vị vua Basoli từ Pandava. Đó là những anh hùng trong một thiên anh hùng ca vĩ đại của Ấn Độ tên là Mahabharat. Bức họa Basoli này là của Raja Kipalpan. Những đặc điểm của bức họa là 7 vị thần Rishi của đạo Hindu. Người họa sĩ nhất thiết phải phác họa nhân vật, cử chỉ và hành động dựa trên Dahus và Fakir mà anh ta đã nhìn thấy. Raja Kipal là một người hiến thân mình cho thần Vishnu và những giáo lý của thần Vishnu là nguồn cảm hứng chủ đạo của Basoli và những bức họa Raput khác. Tại Jammu và Kashmir, triết học Hindu đóng một vai trò đặc biệt trong việc gây ảnh hưởng đến dòng Sufi của đạo Hồi. Cảnh sắc tuyệt đẹp của Jammu và Kashmir là nơi đã sản sinh ra nhiều tác phẩm viết bằng tiếng Phạn theo các trường phái khác nhau. Thực chất, vào một lần, thung lũng Kashmir cạnh tranh với Benares về vai trò trung tâm của học thuật. Tại đây, Sagar Patanjali đã viết Yoga Sutras, một trường phái nghiên cứu theo phương pháp hệ thống giống nhất của yoga. Bharata Muni đã viết Maitreya Shastra vào thế kỷ thứ 2 trước công nguyên. Trường phái cổ điển này được thể hiện trong kịch, múa, âm nhạc và thơ tiếp tục truyền cảm hứng cho các nghệ sĩ cho đến tận ngày hôm nay. Thế kỷ 17 đã chứng kiến sự phục hưng của giáo lý Vajna ở miền Bắc Ấn Độ. Giáo lý Vajna cho rằng con người đạt đến tự do thông qua việc yêu Chúa. Nhiều thế kỷ trôi qua, đạo Hindu và đạo Hồi ở Jammu và Kashmir đã sống trong sự hòa hợp và có ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. Người theo dòng Sufi của đạo Hồi tại đây có tính độc đáo ở chỗ họ cố gắng phủ nhận thế giới vật chất và hoàn toàn tin tưởng vào thần thánh. Do vậy, mối quan hệ giữa đạo Hồi và đạo Hindu gần gũi đến nỗi những người theo dòng Sufi ở đây được biết đến như là Rishi của đạo Hồi.
Trong số những người nổi tiếng nhất của dòng Sufi là Sheikh Nuruddin, được biết đến như là Nan Rishi. Nhiều người Hindu và Hồi giáo ở Kashmir đã trở thành những môn đồ của ông, và cho tới tận ngày hôm nay, họ vẫn thường dâng hoa và cầu nguyện tại đền thờ của ông ở Chara Sharif. Những người theo dòng Sufi tin tưởng rằng các bài hát thần thánh của họ hay là Sufiana Kalam góp phần đưa hồn đến trạng thái xuất thần. Tôi đi đến Medina và cầu nguyện, nhưng trái tim tôi còn chưa được tẩy rửa. Những bụi trần vẫn còn đó. Phá vỡ tất cả mọi xiềng xích với những điều trần tục, xây nên một masjid trong trái tim và ta sẽ thấy Chúa ở đó. Rất nhiều vị thánh từ Trung Đông đã đến thung lũng Kashmir để truyền bá đạo Sufi. Trong số những người đầu tiên đến đây là Haras Amir Kabir Khai Hamdan. Con trai của Hoàng đế Shah Jahan của đế chế Mughal, Hoàng tử Dara Khikot, người có mối quan tâm sâu sắc đến đạo Sufi, đã xây dựng một đền thờ thánh Makhum Sahir của đạo Sufi. Năm 1649, ông xây đài tưởng niệm này để thờ người thầy đã truyền đạo Sufi cho ông, đó là Akhund Mulla Shah, và đây cũng là một học giả vĩ đại của đạo Hindu. Dastgir Sahib được xây dựng năm 1767 theo lời truyền của vĩ thánh Sufi vĩ đại, thánh Zakir Shah Muhammad Fajr, đến từ Baghdad. Đây là vị thánh đầu tiên truyền bá đạo Qadri tại Kashmir. Đây là đền thờ của Akhund Shah, một vị thánh Sufi khác. Vào thế kỷ thứ 17, Hoàng tử Dara Shikoh cho xây Parimahar, một trường dòng truyền bá những điều thần bí của đạo Sufi. Giữa thế kỷ 17, vua Sangrampao của Basoli đến thăm triều đình Mughal, và sau đó ông đã có một tình bạn bền chặt với hoàng tử Dara Shikoh. Hoàng tử Aurangzeb theo chủ nghĩa đạo đức, người đã vượt qua mọi rào cản, lên ngôi tại Delhi vào năm 1658. Những nghệ sĩ chạy trốn khỏi triều đình Mughal đã được sự bảo trợ của Basoli. Raja Kiparpan, người lên ngôi vua của Basoli năm 1678, là cháu trai của Sangrampa. Ông truyền lệnh cho họa sĩ trứ danh Davidasa vẽ một bức tranh minh họa cho bài thơ Rasa Manjari của Bhananudatta. Cả nhà thơ và nhà họa sĩ bắt đầu công việc sáng tác với sự tôn kính thần Shiva.
Cả 138 bài thơ tràn đầy khí lực của Rasa Manjari đã khám phá Sringara Rasa, hay là hương vị của tình yêu, với tất cả các sắc thái của nó. Sringara được coi là vua của tất cả mọi Rasa. Rasa Manjari có một vị trí độc tôn trong các bài thơ Sringara bằng tiếng Phạn, bởi vì nó tập trung vào chủ đề Nayak, Nayaka, Bhedha, hay là sự phân loại các anh hùng và các nữ anh hùng. Theo các tình huống khác nhau trong tình yêu của họ, có 8 loại Nayakas chính. Sự phân loại các tình nhân bắt nguồn từ Naitya Shastra của Bharata Muni, đó là bản ghi chép cổ nhất của thế giới còn sót lại về tất cả mọi lĩnh vực của kịch và nghệ thuật kịch. Việc tập trung vào cả thơ và họa là tập trung vào nữ anh hùng Nayaka hơn là người anh hùng Nayak. Krishna xuất hiện như là một người yêu thần thánh trong một số bức họa. Thường Shiva và Rama cũng được vẽ trong các bức họa của Rasa Manjari. Kia Vasakasia Nakia chờ đợi người yêu. Bằng việc kể các câu chuyện, nàng ru bố mẹ chồng vào giấc ngủ. Nàng che chuồng chim lại và bảo người hầu gái ra khỏi phòng. Sau đó, dùng Vasari thổi tắt ngọn đèn. Nàng nằm yên lặng trên giường. Lúc này đây, người tình của nàng tiến lại phía nàng với hơi thở mềm mại và lễ hợp cần ngọt ngào của tình yêu. Người hầu gái nói với Radha về giấc ngủ của Krishna. Ôi, đôi mắt đẹp như đóa sen, ai sẽ là người may mắn đây, được đặt bàn tay lên bộ ngực của nàng. Madhya Sapindatika, nàng sẽ dâng hiến tình yêu cho ai? Cho dù ta từ chối lời đề nghị của chàng, nhưng chàng vẫn theo đuổi ta. Ta phải làm gì đây, hỡi Sakhi? Pakia Viprahada bây giờ đã bị bỏ rơi, những đám mây đen và sấm chớp đang gầm rú như những con trâu đói của thần chết Yama đang dẫm đạp lên con quỷ của lòng kiên nhẫn, vượt qua con sông của tính khiêm nhường. Ta không tìm thấy chàng ở đó. Trái tim nàng vỡ tan. Thank you.
Rakya Swadhi Napatika, nàng ai là người dành tình yêu cho Nayaka. Oh Sakhi, người yêu của ta đang tôn sùng và theo đuổi ta, lãng quên những người trinh nữ có đôi mắt đẹp với những đồ trang sức lấp lánh. Nayaka đang chuẩn bị cho người yêu. Cô nấu ăn như một con chim bồ câu cho người yêu, duỗi cánh tay hình hoa sen. Nayaka, người chồng đã đi vắng. Khi thần Krishna ra đi, Nayaka cởi bỏ những chuỗi hạt hoa sen. Cánh tay cô trải dài, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim. Chân dung Ravinod, một niềm vui, Ravinod và Ravistan. Ravinod và Ravistan đặc biệt rất được những người nhạc sĩ miền núi yêu thích. Mudravasaka. Ratipriya không bao giờ mệt mỏi trong chuyện chăn gối. Cô bịt mắt người yêu. Thậm chí ngay sau một cuộc tình thâu đêm, cô lại hứng khởi thêm nữa. Nayaka một mình ra đi sau khi cãi nhau. Osaki, dấu vết đóa hoa sen trong lòng bàn tay ta,
thần Sa Mộc đã ban tặng ta một tương lai tốt đẹp, những đường chéo may mắn nằm trên trán ta, đó là những điểm lành. Tuy nhiên ta đánh mất sự bình tĩnh của mình, thật đáng nguyền rủa. Đó là cuộc đời của ta, tình yêu của ta và tuổi trẻ của ta. Thuật Bansuri hình tượng hóa tinh thần của sự hài hòa giữa đạo Hindu và đạo Hồi. Phong cách này trong các bức họa kết hợp chặt chẽ với nghệ thuật dân gian tràn đầy khí lực của những ngọn đồi dựa trên thần thoại Hindu với kỹ nghệ vẽ bằng cọ của các nghệ sĩ Mughal. Các bức họa tắm mình trong các gam màu ấm và mạnh cho đến ngày nay chúng vẫn còn sống động. Các họa sĩ đã từng nghiền các màu của cây cối trên các phiến đá mỏng hàng năm trời chỉ để lấy được một đơn màu hoàn hảo. Xin đỏ của các ngôi đền được dùng cho màu da cam và đá xanh da trời được dùng cho màu tràm. Bột vào nguyên chất được dùng để tạo ra màu vàng nhạt và trong một số trường hợp dùng cho các bức tranh bằng đồ trang sức. Các bức tranh được làm vẽ trên giấy thủ công để làm từ cây đay, tre, một số loại cây và tơ. Abhishakya, gái làm tiền hạng sang đi tìm người tình. Ngực của nàng căng phồng, áo của nàng lay động, những đồ trang sức bằng vàng của nàng lúc lắc, dáng đi của nàng thật sự quyến rũ. Đó là nàng Nayaka đi gặp người yêu dấu tại ngôi nhà của chàng. Khi phàn nàn với Nayak. Madhya Prasita Pratratika, người chồng đi vắng. Patika. Mudaposhita Radha, nghe theo lời khuyên của bạn bè. Sh
Samania Bihalapra, gái làm tiền hạng sang bị bỏ rơi. Đi gặp Krishna. Chanakya biết rằng Krishna đang chờ phía ngoài ngôi nhà. Akia Yuvanamuta, tuổi trẻ là một điều ngạc nhiên. Khuôn mặt trăng rằm của nàng, đôi mắt to của nàng như nước hồ thu. Nàng phẩy những cánh hoa trên mái tóc. Đùi nàng thật mập mạp. Nàng tự hỏi mình một cách từng trải, ta có thể bị mệt mỏi không? Liệu đó có phải chỉ là sự mệt mỏi không? Radha nói chuyện với Sakhi. Pratha Abhisharika, Naika đi tìm người tình. Ngực của nàng căng tròn, bước chân của nàng nhẹ như lá non. Nàng bước vào bóng đêm, đi trên một cỗ xe ngựa của những khát khao cháy bỏng. Prakya Kalanhatarita, Naga bị kẻ lạnh sau khi cãi nhau.
Naika và bạn bè. Radha và Shaka Sarja dừng chiếu đã sẵn sàng đang chờ người tình đến. Naika đang tô điểm đôi mắt đẹp của mình, cơ thể trắng trẻo của nàng đang tỏa sáng cùng với nàng và những đóa hoa Kentucky làm cho căn phòng như tỏa hào quang. Naika thể hiện Ratibhava hay những tình cảm yêu đương với những chuyển động tinh tế của đôi mắt, lông mày, tay và chân. Nàng thì thầm những lời ngọt ngào của tình yêu, Bhava hay những cảm xúc được phân loại bởi Prahlad Muni trong Natya Shastra. Vishnu ngủ trên lưng con ngựa nhỏ Shesh. Madhya Abhisharika. Madhya Sakhi. Sau khi đâm một bột sang đời lên ngực Naika. Đang nói đùa. Chín hiện thân của vần Vishnu được nhìn thấy phía dưới của bức tranh. Những giáo lý của thần Vishnu là nguồn cảm hứng chủ đạo cho các bức tranh của Bajoli. Madhya Abhisharika Naika đi tìm người tình. Mudra Navodha vừa mới kết hôn với Naika. Nằm trong vòng tay người yêu, cô dâu mới đang cố vùng vẫy thoát ra. Nhưng sự vùng vẫy này giống như ta cố giữ giọt thủy ngân trong lòng bàn tay. Triya Triya Jekesta Kanishta. Naya khôn ngoan đề nghị hai đồ trang sức, một cho người lớn tuổi hơn và một cho nàng, vì nàng muốn vuốt ve bộ ngực của mình. Và Krishna. V
Virahani Vedana Naika từ vòng tay người tình. Samanya Saradipatika Naika được yêu tha thiết. Mukutaha Vakashaja Naika đợi người tình trên đường, trên giường đã được chuẩn bị sẵn. Naika vừa cưới chồng đang xem việc chuẩn bị để đáp ứng nguyện vọng của người tình. Một chuỗi ngọc trai đeo cổ Saki, một chiếc thắt lưng. Prakia Abhisharika Naika tìm kiếm người tình. Osaki, những ai đang tìm kiếm tình nhân, đêm trở thành ngày, đêm tối thành ánh sáng. Thậm chí cả rừng cây cũng dễ vượt qua. Ooche pahado pe saiya ji ka gaun kab se milne ko jaun sajaniya koi jatan batla de ooche pahado pe saiya ji ka gaun kab se milne ko jaun sajaniya koi jatan batla de Thank you.
Rania Vasakashya Nakia chuẩn bị cho người tình. Prodha Dri Dria Nakia trưởng thành công khai biểu lộ sự giận dữ. Mukda Kanan Hantarita Naika cãi nhau với chồng. Naika không khoan nhượng chồng. Không phải nàng đang nói với chuỗi vòng Sakhi, nhưng khi làn gió nhẹ mang hương thơm thoảng qua, nàng cảm thấy lòng mình trống rỗng. Avisha Prada Nabota Naika đáng tin. Rodha Adhira Ratipriya Pragaba Naika trưởng thành sung sướng với tình yêu. Đêm qua rất nhanh trong những cuộc tình, nửa tình nửa mê chẳng hỏi mặt trời đã ló lên chưa, Naika vội vã che tai, như thể muốn giấu đi buổi sáng mai. Trira Jaskita Nagia Yama mắng yêu người tình. Hai Nagia Pakriya Pravastriya Patika Nagia tiên đoán chia ly. Vì chàng anh đã dẫm lên con rắn, cưỡng lời bực bô lão, mất hết cả. Giờ thì chàng đã bỏ đi, bỏ mặc em với tất cả nỗi đau địa ngục. Hai Nagia và Krishna. Mudra Vipalada Naika bị bỏ rơi. Chuỗi vòng xa kia đưa cô dâu mới vào phòng. Sự trống vắng dịu đi, nàng chẳng thể ở lại hay chẳng thể bỏ đi. Nàng trơn trú nhìn cánh rừng Kamdamba, nghe thấy tiếng ong vo ve tìm mật. Krishna chờ Naika ngoài cung điện. Abhisharika Thank you.
Kania cả, đây là Naika khi chưa có gia đình. Ôi đầu óc ta đã rời bỏ các cách chơi bời. Ôi đôi mắt hãy mở to ra. Ôi Chúa thương yêu hãy tha thứ cho con. Thần Krishna ở đây. Các bài thơ của Brahmadatta và các tác phẩm hội họa của Rajamanjari có lẽ chưa bao giờ vượt qua được tình cảm lung linh sắc màu của chúng. Việc khám phá những tình cảm và xúc cảm của phụ nữ, sự từ bỏ hoàn toàn của Radha đối với Krishna, hay là của tình yêu của con người đối với tình yêu của thần thánh.